Xin chào mọi người nha, rất vui gặp mọi người. Và khi cái trang web của bạn đã được duyệt kiếm tiền thì trong vòng tầm khoảng 1-2 hôm, Google nó sẽ gửi cho bạn một thông tin, đó là thu nhập của bạn bị ảnh hưởng. Bạn cần khắc phục một số vấn đề liên quan tới tệp ads.txt nha. Thì cái cách khắc phục làm sao mình sẽ chia sẻ trong video này các bạn nha. Ngày xưa, cái thời điểm mà mình mới bắt đầu kiếm tiền với Google AdSense đó, thông qua website, thì mình cũng gặp cái thông báo này và mình không biết khắc phục làm sao cả. Mình tìm toàn bộ những video chia sẻ trên YouTube mà không có ai chỉ mọi người nha. Vì vậy mình biết là có rất nhiều bạn gặp cái trường hợp này rồi, nên là mình đã quay video mình chỉ mọi người nha. Thì cái cách khắc phục cực kỳ đơn giản như sau các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn ấn cho mình chữ khắc phục ngay. Tiếp theo thì bạn sẽ ấn cho mình cái chỗ URL của trang web này, bấm vào đây. Rồi đây nó sẽ cho chúng ta một cái thông tin tag ads mọi người nha. Thì mọi người bấm sao chép rồi. Tiếp theo sau đó mọi người sẽ quay vào cái trang quản trị website cho mình nha. Đây mình sẽ quay vào trang quản trị website. Tiếp theo thì bạn sẽ cài mình một cái login. Bạn ấn cho mình cài login nha. Cái cách này của mình có thể áp dụng cho tất cả mọi trang web nha. Đó, các bạn sử dụng cái theme gì cũng áp dụng được nha. Tiếp theo bạn tìm mình một cái login, các bạn nhập cho mình chữ file. Rồi bạn bấm cho mình chữ tìm kiếm ha. Sau đó thì bạn sẽ cài cái thằng là file manager lên nha. Ở đây thì mình có sẵn là mình chỉ cần kích hoạt thôi, mình sẽ không cần bấm cài đặt ngay nữa mà mình kích hoạt luôn. Còn trường hợp của bạn chưa có cài thì bạn cài đặt ngay nha. Rồi sau khi mà bạn kích hoạt xong rồi thì bạn sẽ vào về cái trình quản lý tạp nha. Rồi tại đây thì bạn ấn cho mình cái dấu cộng nha, dấu cộng mà cái tệp tên trắng mọi người này. Đó, nêu file này, bấm vào đây. Các bạn chọn mình là txt nha. Rồi đây bạn đặt cho nó tên là ads. Rồi ok. Tiếp theo đó bạn ấn vào đó và bạn chọn mình là code editor. Bạn sẽ dán cái tag, cái thông số mà Google vừa mới cho chúng ta ở cái trang Google AdSense này, đó nó kêu là không tìm thấy tag này ha. Và nó cho chúng ta một cái đoạn mã mọi người bấm sao chép này. Đó, rồi sau đó mọi người sẽ vào đây, mọi người dán cái đoạn mã này vào đây ha. Được chưa? Đây mình dán. Sau đó thì bạn cần chọn là sell và đóng mọi người nha. Rồi như vậy là xong các bạn nha. Nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Lúc này thì Google nó sẽ kiểm tra và là nó sẽ tầm khoảng mất đâu đó tầm khoảng 5-10 phút ha. Đó là nó sẽ không còn hiển thị cái thông báo đó nha mọi người nha. Đó. Bây giờ mình sẽ báo là đang kiểm tra này. Đó. Hoặc bạn có thể ấn là chữ kiểm tra cập nhật. Đó. Và nó báo là đã tìm thấy tệp ads.txt xong. Như vậy là các bạn sẽ không bị gọi là ảnh hưởng bởi thu nhập nữa nha. Đó các bạn thấy không? Nó đã phát hiện rồi này, các bạn thấy không? Rất đơn giản đó mọi người. Rồi, lúc này thì cái chỗ này là nó sẽ từ từ nó sẽ mất nha mọi người nha. Tại vì mình đã xác minh rồi. Đó, ok bạn chưa? Nó mất thông báo ngay lập tức ha. Hoặc là các bạn sẽ để tầm khoảng 1-2 hôm ha, thì nó sẽ tự mất cái thông báo này ha, báo đỏ này. Các bạn thấy ở đây là nó hiển thị là đã được ủy quyền này. Ok các bạn. Vậy là video mình đến đây kết thúc các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người nha.